Cảm ơn Chúa, mến chào anh chị em. Chúng ta quay lại với bài 20 năm giai đoạn niên thiếu của Chúa Giêsu. Chúng ta cùng cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con biết ơn Ngài vì Ngài là Đức Chúa Trời của chúng con. Xin chúc phước ban ơn trên đời sống của chúng con. Hầu cho chúng con hiểu được năm giai đoạn trong cuộc đời của Ngài và chúng con kinh nghiệm với sự bước đi với Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa thật là nhiều. Mỗi ngày chúng con cần có lời của Ngài và cần có sự sức dầu của Ngài ban ơn cho chúng con. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Giai đoạn niên thiếu của Chúa Giêsu. Chúng ta thấy ở đây thì là cái cảnh của cuộc sống về cái thời niên thiếu của Chúa Giêsu. Chúng ta đang học năm trong sáu giai đoạn trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Giai đoạn niên thiếu rất ít được nói đến. Và chúng ta thấy giai đoạn thơ ấu của Chúa sống ở Nazareth và gắn với thời niên thiếu của Chúa Giêsu. Và ở đây chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu học được nghề thợ mộc. Ngài ở thời niên thiếu và của Chúa cũng như là cái thời thơ ấu của Chúa thì sống ở tại Nazareth và ở tại gia đình của Joseph và Marie. Joseph có nghề thợ mộc và nên Chúa Giêsu được truyền cái nghề thợ mộc của Joseph. Và ban ngày thì Ngài tới trường và với thầy Gia-bi dạy. Và chúng ta thấy rằng Ngài học tất cả những mọi thứ giống như những đứa trẻ khác ở tại trường học của người Do Thái ở tại Gia-bi. Và chúng ta thấy rằng Ngài được lòng của Đức Chúa Trời và mọi người. Chúng ta thấy rằng ngày thứ bảy thì Ngài đi tới nhà hội và mỗi năm một lần thì Ngài đến đền thờ vào dịp lễ vượt qua tại Jerusalem. Và tại Jerusalem là đền thờ của Đức Chúa Trời. Tại Jerusalem thì chúng ta thấy có đền thờ ở tại đó. Và vào năm 12 tuổi, năm 12 tuổi là năm đặc biệt đối với lại người, những cái người làm của người Do Thái, bởi vì là đứa con của luật pháp. Gọi là vào năm 12 tuổi thì những đứa trẻ này có quyền tham gia vào, nó có quyền tham gia vào luật pháp của người Do Thái, có quyền soạn luật, có quyền bàn thảo về luật trong năm 12 tuổi này. Và đây là năm rất là quan trọng đối với người làm, vì có quyền được tham gia dự thảo luật pháp về tôn giáo, đó là săn ập lò đó. Và năm 12 tuổi thì Chúa Giêsu đi đến đền thờ trong dịp lễ vượt qua, và Ngài phải đi từ Nazareth ở Galilee cho tới vùng Giu-đê và ở tại đây. Ở tại đây thì họ phải đi, Ngài đã đi 70 dặm đường đến cùng với đoàn dân. Và ba mẹ Chúa Giêsu khi biết Ngài lạc thì đã quay trở về tìm Ngài suốt 3 ngày đường. Và ở tại Chúa Giêsu khi mà quay trở lại Jerusalem thì họ rất là kinh ngạc khi thấy Chúa Giêsu đối đáp kinh luật với những cái người dạy luật. Và sau đó thì Ngài theo cha Ngài về, cha mẹ về quê và sống tại đó suốt 18 năm cho tới khi hoàn thành chức, cho tới thi hành chức vụ năm 30 tuổi. Chúng ta làm bài kiểm bài 20 năm. Cảm ơn Chúa. Đây là tất cả những cái bài 20 năm mà chúng ta thấy là năm 12 tuổi là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu thì được lớn lên ở Nazareth và mỗi hàng ngày thì Ngài tới trường giống như những đứa trẻ khác, và thứ bảy thì Ngài đi nhà hội. Và người Do Thái có nhà hội và có đền thờ thì mỗi năm một lần thì người Do Thái tới đền thờ tại Jerusalem. Và ở tại đây thì đấy là lễ vượt qua. Và năm 12 tuổi thì là năm rất là đặc biệt của Đức Chúa Trời. Và ở tại đây thì của Chúa Giêsu thì năm 12 tuổi thì được vào dự thảo luật của Do Thái. Và chúng ta thấy rằng cảm ơn Chúa vì chúng ta đã học tới bài 25 của là bài cuối cùng của cuộc đời Chúa Kế Thế cuốn 1. Nguyện xin thần của Chúa ở với anh chị em. Và chúng ta cứ làm bài tập, cứ tiếp tục kể ơn Chúa để sống mỗi ngày cho danh của Chúa Jesus Christ.
chúng ta cùng cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài ban cho chúng con có cơ hội học hết cái giáo trình, chương trình cuộc đời Chúa Kitô cuốn 1. Xin thần của Ngài cứ tiếp tục ban ơn chúc phước trên đời sống của anh em của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài cho chúng con theo Chúa mỗi ngày lần lần hơn. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, xin hẹn gặp lại anh chị em. Xin Chúa ban phước lại cho anh chị em.